Xin chào các bạn đã đến với An Tiến Studio và mình là Phương Lâm. Đã từng một thời những chiếc tai nghe của AKG luôn là chuẩn mực âm thanh với những người chơi audio Việt Nam, đặc biệt là những bạn sinh viên thuộc thế hệ 8X và 9X đời đầu. Những chiếc tai nghe của AKG thì luôn luôn là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ thời điểm đó. Và dù cho bây giờ có nhiều hãng âm thanh tên tuổi xuất hiện thì những chiếc tai nghe của AKG vẫn luôn mang đến cho người dùng một cảm xúc âm thanh rất riêng và vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều anh em chơi âm thanh. Hôm nay thì An Tiến sẽ giới thiệu cho các bạn 2 mẫu tai nghe AKG nổi bật mới được hãng ra mắt nhé. Đầu tiên là chiếc tai nghe mang tên AKG Y100BT. Bên trong hộp sản phẩm, chúng ta sẽ có nhân vật chính, phụ kiện đi kèm sẽ có bộ tiếp thay thế và đặc biệt là một bao đựng giúp bạn bảo quản chiếc tai nghe một cách tốt hơn khi không sử dụng. Với chiếc tai nghe này, hãng đã đầu tư một cấu trúc thiết kế mới với hosting tròn trịa hơn hẳn những chiếc tai nghe cùng tầm giá, đem lại một cảm giác đeo tốt nhất cho tai nghe. Phần hosting được điểm tô bằng một cách tinh tế bằng một đường cắt kim cương sang trọng. Lớp sơn bên ngoài là lớp sơn nhám mịn giúp giảm thiểu lộ diện các vết xước và khả năng bám vân tay khó chịu. Phần ống dẫn âm được bẻ nghiêng cũng giúp cho chiếc tai nghe này trở nên chắc chắn hơn khi bạn vừa thưởng thức âm nhạc vừa tham gia các hoạt động thể chất. Phần cáp có độ ngắn phù hợp kết hợp với nam châm ở hosting giúp cho chiếc tai nghe này trở nên gọn gàng hơn mỗi khi bạn muốn tạm dừng nghe nhạc. Khi mình sử dụng lúc ngồi làm việc văn phòng cũng như trải nghiệm thể thao, nó mang lại một cảm giác khá êm nhờ những đường vát mềm mại. Nhìn chung thì Y100BT được hoàn thiện khá cơ bản, khả năng fit tai tối ưu. Về kết nối thì chúng ta sẽ có kết nối Bluetooth 4.2, công nghệ aptX và AAC có thể truyền tải tín hiệu âm thanh chất lượng cao qua kết nối không dây. Thời lượng pin của chiếc tai nghe là 8 tiếng hoạt động liên tục và sẽ chỉ mất 2 tiếng sạc để phục hồi năng lượng về mức cao nhất. Còn nếu bạn có công việc đột xuất thì chỉ với 5 phút sạc, bạn sẽ có ngay 1 tiếng nghe nhạc, một con số khá ấn tượng. Điểm nổi bật nhất trên Y100BT chính là Ambient Aware Technology. Với công nghệ này, bạn hoàn toàn có thể nghe được những âm thanh từ môi trường bên ngoài một cách rõ ràng nhất khi cần thiết, giúp cho những hoạt động chính của mình. Về chất lượng âm thanh, được trang bị củ loa 9,2mm đem đến sự chân thực trong bài hát, sống động từng chi tiết nhỏ nhất, giúp bạn thưởng thức trọn vẹn mọi giai điệu yêu thích. Hơn nữa, tai nghe đáp ứng giải tần rộng 20Hz cho đến 20.000Hz cho cảm giác tái tạo âm thanh chính xác và trung thực hơn nhiều. Âm bass cũng khá ấn tượng, nghe giải trí thôi cũng thấy phê rồi. Hiện tại mức giá của tai nghe AKG Y100BT dừng lại ở 1.790.000 đồng. Các bạn có thể vào link mình đặt ở trong phần mô tả để cập nhật giá bán mới nhất nhé. Nếu như nhiều bạn cho rằng mức giá của AKG Y100BT là quá đắt, vậy thì chiếc tai nghe ngay sau đây còn đắt hơn thế nữa các bạn ạ. Đó chính là tai nghe AKG N200. Sơ qua về phụ kiện trong hộp, chúng ta sẽ có một chiếc cleaning tool để vệ sinh ống nozzle, một sách hướng dẫn sử dụng và 3 bộ e-tip với nhiều kích cỡ khác nhau. Với chiếc tai nghe, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là biết đây không phải là dạng vừa rồi. Thiết kế của N200 được hoàn thiện đa phần từ kim loại cao cấp, mang đến cho chiếc tai nghe này một cảm giác chắc chắn. Phần hosting sử dụng chất liệu nhôm được sơn Ano với đường diamond cut vô cùng đẹp và bóng bẩy. Ngoài ra thì mỗi bên còn có một cục nam châm nhỏ có thể kết dính với nhau khi bạn không sử dụng. Việc này thì sẽ giúp tránh đi những trường hợp không may làm rơi chiếc tai nghe khi bạn còn đang đeo nó trên cổ và hoạt động mạnh. Ở trên cáp thì chúng ta sẽ có một cụm phím chức năng giúp bạn điều chỉnh âm thanh khi nghe nhạc, cũng như là một mic thoại cho phép bạn đàm thoại trực tiếp trên chiếc tai nghe. Tuy nhiên, điểm đáng nói là việc cụm điều khiển âm thanh này hoạt động không thực sự tốt. Mình có sử dụng nó khi di chuyển từ công ty về nhà bằng xe máy. Trên đường đi thì mình chỉ có thể sử dụng được 2 nút là tăng giảm âm lượng, trong khi nếu mình muốn chuyển bài thì mình phải rút cái điện thoại từ trong túi quần ra. Mình nghĩ vấn đề nó không tương thích với iPhone nên đã thử chuyển qua một máy Android khác, nhưng tình hình thì cũng không khả quan hơn. Điểm trừ tiếp theo nữa là phần dây N200 có một độ dài không hợp lý. Nếu bạn nào thích dây ngắn thì sẽ tiện khi không sử dụng cũng như là bảo quản, nhưng mà có vẻ nó quá ngắn. Mình cũng không thích nó quá dài, nhưng mà ít ra nó vẫn phải dài hơn một tí. Khi mà mình để trên vai, trạng thái nghỉ 2/5 châm hai đầu sẽ khít vào nhau, nhưng có vẻ chúng bó chặt phần cổ của mình. Bù lại thì phần dây này được hoàn thiện với một lớp vải bọc bên ngoài sần sần cũng như là các đường đan chéo sẽ cho kép có một độ bền tốt hơn. Về kết nối, được hỗ trợ chuẩn Bluetooth 4.1 cùng các cốt cao cấp như là SBC, AAC, aptX giúp cho chất lượng âm thanh được đảm bảo. Phần âm thanh được sử dụng một driver dynamic 8,6mm cùng hệ thống thoát khí mới giúp cho cảm giác âm trường rộng rãi và thoáng đãng hơn. Phần bass được tái tạo một cách rất tốt, có lực và chắc chắn. Tuy nhiên, mic không phải điểm mạnh của chiếc tai nghe. Phần mic của nó có chút lùi và khô, chắc chắn sẽ không làm hài lòng hay là thỏa mãn những ai đam mê với những bản nhạc vocal. N200 sẽ phù hợp với những bản nhạc sôi động EDM hoặc là hip hop có tiết tấu mạnh mẽ và dồn dập. Như mình đã nói ở trên, em này có giá đắt hơn Y100BT là 3.6 triệu. Tuy mức giá sẽ khiến nhiều bạn rút lui, nhưng nếu sở hữu em nó, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng mà sản phẩm mang lại. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm thì đừng ngần ngại để lại bình luận, chúng mình sẽ giải đáp ngay khi có thể. Và đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe ủng hộ kênh chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!